Trong Nguyên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục xung quanh với vấn đề chiến sự của Ukraine. Vì chiến sự của Ukraine bắt đầu chúng ta đã thấy rõ được Nga đang cạn kiệt và mệt mỏi. Sự tổn thương của Nga càng ngày càng nhiều. Điển hình chúng ta thấy rõ được ở tại đảo Crimea, Nga đã bị tấn công. có sự tấn công ở đại đảo Crimea còn là một sự bí ẩn. Ngoài cái vấn đề đảo Crimea bị tấn công không, thì căn cứ quân sự ở tại Belarus đã nổ mà Nguyên đã cập nhật cho các cái vị, nó cũng là một cái vấn đề nổ bí ẩn. Ngày hôm nay có vài bản tin rò rỉ, không xác thật nhưng vô cùng nguy hiểm. Mà chút nữa Nguyên muốn cập nhật chia sẻ cùng mọi người. Đầu chương trình thì cho Nguyên cập nhật những bản tin liên quan đến nhà máy hạt nhân Saparizor. Là một cái vấn đề mà trong thời gian gần đây nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng, trong đó cả luôn Liên Hiệp Quốc phải hợp khẩn để giải quyết vấn đề khủng hoảng. Cả G7 cũng lên tiếng, Liên minh châu Âu cũng lên tiếng, Liên minh NATO cũng lên tiếng. Ngày hôm nay thì đất nước Pháp đã lên tiếng một cách mạnh mẽ, đã kêu gọi rằng Nga phải rời khỏi nhà máy hạt nhân ngay lập tức. Vì các hành động của Nga vô cùng nguy hiểm và vô trách nhiệm sự sơ hở một chút có thể dẫn đến một cái thảm họa không thể nào giải quyết được. Mong rằng Nga hiểu điều này và rút ra khỏi căn cứ ở tại Saparizov. Thì hiện bây giờ Nga đang lợi dụng nhà máy hạt nhân. Quân đội của Nga đang đóng đô tại đó. Nga đang lập căn cứ quân sự tại ngay chẳng đó. Và khi Nga lập căn cứ quân sự ở tại đó, không ai dám bắn vào. Đố ai dám bắn vào các cái thứ vậy. Thì đất nước Pháp thì trong một thời gian vừa qua thì các quý vị cũng biết là đất nước Pháp là trong những quốc gia tại châu Âu khá là thân thiện với Nga. Nói về liên quan đến lịch sử hay liên quan đến ngoại giao thì Pháp và Nga khá là tốt. Đặc biệt là ông Tổng thống Macron là người có thể nói là một vị Tổng thống điện thoại nhiều nhất cho ông Putin. Chỉ có trong giai đoạn gần đây thì đất nước Pháp đã thay đổi cái lập trường chính trị của mình. À có thể là nước Pháp đã thay đổi chiều gió. Có thể là thấy là Nga suy yếu nhiều hơn thì Pháp lại mạnh tay hơn một chút, đứng về phía Hoa Kỳ nhiều hơn. Thì hiện bây giờ Pháp lên tiếng một cách mạnh mẽ và có thể nói là nói hơi khó nghe một chút xíu là ban lệnh rút ra khỏi. Thì chúng ta sẽ nói một câu là Pháp có tư cách gì mà ban lệnh nghe. Thì thực tế là như vậy, nói thôi. Chứ thực tế bây giờ nghe đâu bây giờ nghe lời ai đâu. Những cái lời kêu gọi đó nó không tác dụng gì cả. Nga chỉ có nghe hiểu trên chiến trường mà thôi còn những lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc nè, của G7 nè. Ngày hôm nay ngoài Pháp ra thì có một cái tổ chức, đó là tổ chức tòa án quốc tế hay người ta kêu còn là ân xá quốc tế. Thì cái tổ chức này đã kêu nói rằng cái hành động của Nga tại nhà máy hạt nhân là một hành động chiến lược quân sự mà họ đã chuẩn bị từ lâu. Họ sẽ sử dụng nhà máy hạt nhân của Ukraine để làm đe dọa đến người dân người dân yêu khanh để cho người dân yêu khanh không còn lựa chọn mà bắt buộc phải cúi đầu phúc phục nga đây là tổ chức ân xá của thế giới đã lên án cái hành động của nga một cái hành động khủng bố nói về khủng bố thì các quý vị cũng biết là gần đây thì có nhiều quốc gia đã thừa nhận nga là trùm khủng bố bảo trợ khủng bố quốc gia khủng bố khủng bố một cái quốc gia khủng bố là chuyện nhỏ mà anh là chùm khủng bố anh là chúa tể khủng bố mà anh còn bảo trợ cho những quốc gia khủng bố khác nữa là một cái nhục nhã đối với nga rất là lớn mà nhiều quốc gia đã thừa nhận điều này trong đó có estonia litva và bây giờ sắp sửa đến hoa kỳ thì hiện bây giờ hoa kỳ chưa có thông qua trên quốc hội về cái vấn đề thừa nhận nga là cái quốc gia hỗ trợ khủng bố chùm khủng bố thì chưa gì hết thì ông Nga ông đã lên tiếng ngay lập tức. Ông Nga ông nói rằng là nếu Hoa Kỳ xác nhận và thừa nhận Nga là quốc gia hỗ trợ và trùm khủng bố thì sự ban giao giữa Hoa Kỳ và Nga ngay lập tức sẽ chấm dứt vĩnh viễn và không có bất cứ một quan hệ gì nữa giữa Hoa Kỳ và Nga. Thực tế thì Hoa Kỳ không cần thiết các cái vậy. Hoa Kỳ không cần thiết nha. Nga thì quả mai còn cần thiết Hoa Kỳ Chứ thực tế Hoa Kỳ không cần thiết nha. Cái nền kinh tế của Hoa Kỳ không lệ thuộc về Nga Không lệ thuộc về năng lượng Không lệ thuộc về vũ khí Không lệ thuộc về thương mại Thực tế Hoa Kỳ hoàn toàn không cần thiết gì Nga cả Châu Âu thì cần Đức cần Pháp cần, Italy, Tây Ban Nha, Anh quốc cần, Hoa Kỳ thì không cần, vì họ có tài nguyên. Nền kinh tế họ vẫn chắc, Họ không cần cái gì ban giao với Nga cả. Nga muốn chấm dứt quan hệ với họ. Họ sẵn sàng ngay lập tức. Cái điều này ai thiệt bên nào chúng ta đều biết. Ngày hôm nay thì cái vị thế của Nga Nguyên nói rằng là đang đi đến một cái giai đoạn mà bị cô lập và bế tắc. Tất cả những cái gì mà Nga do sự sai lầm của ông Putin xâm lược Ukraine. Vì mục tiêu của ông Putin xâm lược Ukraine trung nguyên khẳng định là cướp đất. Đặc biệt là cướp dùng miền Nam ven biển. Vì Nga cần biển để phát triển. Mà Nga cần quản lý trọn vẹn cái biển đen. Chỉ bằng cách duy nhất là cướp đất Ukraine. Cướp đất Ukraine. Năm 2014 thì cướp cái đảo Crimea. Nhưng Nga chưa hài lòng, chưa thấy đủ. Nga muốn trọn vẹn, kiểm soát dùng biển đen. Bằng cách đánh những tỉnh thành miền Nam. Kherson, Meditopol, Maripol. Để cướp trọn vẹn. Nhưng tình hình chiến sự kéo quá dài và khả năng lực lượng quân đội của Nga đang bị tổn thương và hao mòn và không thể nào lấy được đất nước của người ta. Nên bây giờ Nga phải suy nghĩ một ngàn lẻ một cái chiến lược. Và khi bị cả thế giới bị cô lập, cô lập đến mức độ này nè. Ngày hôm qua, Liên minh châu Âu đã hợp. Hợp với cái mục tiêu gì? Liên minh châu Âu hợp để quyết định cuối tháng 8 này. Họ sẽ cấm tất cả công nhân của Nga đi đến châu Âu. Không cấp visa nữa. Tất nhiên cái buổi họp nó sẽ kéo dài rất là nhiều ngày Có nhiều quốc gia đồng ý và nhiều quốc gia không đồng ý Vì cái lợi nhuận nền kinh tế du lịch Nếu không có du khách du lịch của Nga Thì của họ sẽ mất rất là nhiều cái nền kinh tế Mất đi cái sự đầu tư từ Nga Thì hiện bây giờ họ đang suy nghĩ bỏ phiếu Và nhiều quốc gia đã đồng ý Cái quốc gia đầu tiên đã đồng ý Là Litva, Lestoni, Czech Ba quốc gia đầu tiên đã lên tiếng đồng ý, chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã làm và chúng tôi đã kêu gọi tất cả những quốc gia liên minh châu Âu hãy làm tương tự giống như chúng tôi. Cấm tất cả visa của Nga vào lãnh thổ của châu Âu. Tất nhiên, cái này nó phải là do 27 quốc gia phải đồng ý của chú anh chị em đồng ý nhất trí là cấm hoàn toàn visa đến từ Nga có nghe anh từ Nga anh rời khỏi là tôi không không chấp nhận anh vào xin visa của chúng tôi vì lý do tại sao vậy thứ nhất thứ nhất là họ sợ tình báo họ sợ tình báo họ sợ là Nga sẽ dùng những người đi du lịch tình báo hay là sợ Nga sẽ dùng khủng bố vì họ cho Nga bây giờ là cái quốc gia trùm khủng bố mà đã là trùm khủng bố rồi thì chúng tôi phải sợ anh chứ chúng tôi sẽ sợ anh qua bên đất nước chúng tôi tạo ra những khủng bố À, thứ hai nữa là chúng tôi đánh giá rằng là các anh không đủ tư cách để đến đất nước chúng tôi vì các anh là một cái quốc gia đang xâm lược độc tài không tôn trọng lực lệ của thế giới các anh không có tôn trọng chủ quyền bất cứ một lãnh thổ nào các anh không đủ tư cách để bước vào nhà của tôi đơn giản là như vậy anh canh không đủ tư cách tôi không phải kỳ thị anh nhưng cái tư cách của anh không đủ chừng nào anh thay đổi tư cách anh thay đổi đời sống và kiếp sống của anh thì tôi mới chấp nhận tất nhiên đây cũng là một cái sỉ nhục rất là lớn cho nga một cái quốc gia một cái passport của nga bây giờ nó giá trị chẳng là cái gì cả Thật sự bây giờ nga nhục cái passport của nga bây giờ nó không giá trị bằng cái passport của việt nam nữa các quý vị vì đi đâu ai cũng từ chối hết khỏi cần sinh, việt nam còn quả mai xin được từ chối hay không còn nga gặp lần người ta từ chối thẳng thời anh là passport của nga trong tương lai chúng tôi không nhận những cái visa chúng tôi cấp trước tôi đồng ý nhưng có thể sau tháng 8 này nhiều quốc gia bỏ phiếu mà đồng luận hết thì nga dính diện người nga không rời khỏi được đất nước nga hiện bây giờ mà người nga xin visa đã khó trong thời gian trước bây giờ còn sẽ khó hơn thì nó nói chúng ta biết cái gì đó là cái lực lệ cô lập nga cô lập Nga Thì có nhiều người nói cô lập Nga thì ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng cực kỳ là lớn các quý vị Hiện bây giờ Nga đã không còn tiếp cận tới công nghệ cao cấp Mà nguyên là cả cái bánh Donald mà Nga cũng không tiếp cận được Thì huống chi cái khác Bây giờ Nga không tiếp cận được, người Nga không đi được Đất nước Nga chúng ta thấy đi vào cái xu hướng giống như là Bắc Triều Tiên vậy đó Không ga cũng không vào Hiện bây giờ Nga cũng giống như đang đi cái xu hướng bị giống như là cô lập giống như Bắc Triều Tiên vậy đó. Ở trong một cái nhà tù cực kỳ là lớn. Tất nhiên người dân Nga họ có đồng ý cái điều đó hay không? Không. Người dân Nga họ rất là tự hào các thứ vậy với cái đất nước của họ. Họ rất là tự hào với cái đất nước của họ. Tự hào họ thắng chiến tranh, đất nước họ lớn mạnh, đất nước họ có tài nguyên. Nhưng tại sao họ đã bị người ta quay lưng lại? Lý do là cái thành vi của chánh phủ Putin cái hành vi của chính phủ Putin trong khi nó thẳng một câu nó đã đưa đất nước Nga đi đến một con đường vực thẳm và bế tắc. Đất nước Nga chỉ có suy yếu và suy yếu, nó không đem lại lợi ích của nhân dân của người dân Nga. Hiện bây giờ nền kinh tế của Nga cũng đang suy yếu, càng ngày suy yếu càng nhiều. Hiện bây giờ Nga phải đối mặt một, một ngàn là một sự việc. Thứ nhất là công nghệ không có, sản xuất vũ khí cũng không được. Năng lượng thì năm nay còn bán được, có thể năm tới sẽ còn bế tắc nhiều hơn ban giao gặp khó khăn muôn trùng Cái hình ảnh ngoại giao của Nga đã bị bế tắc Bây giờ Nga muốn đi ngoại giao với quốc gia khác cũng khó khăn vô cùng Phải đi một cái chiến đường dòng xa mãi mãi Vì không mượn đường đi châu Âu được Rồi bây giờ tính ra tính lợi Nga đang ở trong một cái giai đoạn cực kỳ là khó khăn về đủ thứ mặt Khi lệnh trừng phạt không ngừng Hiện bây giờ Liên minh châu Âu đang xem xét những lệnh trừng phạt kế tiếp khi Nga đang có nhiều biện pháp để mà lách lực, lách lực. Nga được sự hỗ trợ của vài quốc gia Iran, Tàu để mà lách địch lệnh trừng phạt. Thì khi Nga lách lịch trừng phạt thì NATO họ sẽ bổ sung những cái lỗ trống mà Nga đã lót thoát lại, họ sẽ bổ sung và họ cung đắp tiếp tục lệnh trừng phạt để cho Nga đi đến một con đường không còn tiền bạc cạn kiệt vũ khí để Nga không thể tiếp tục cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh khá là hao mòn, hao mòn về nhân lực, hao mòn về tiền bạc, hao ngòn về thiết bị vũ khí và đặc biệt hơn nữa nó tạo ra cái khủng hoảng về kinh tế trên cả toàn cầu. Nên cuộc chiến tranh này chẳng có đem phúc lợi cho ai cả có thể nó là một mình ông Putin đã gây cái tai hại gần tới 6 tỷ người trên trái đất này bị tổn thương nặng này Hơn 6 tỷ người. Vì những người không tổn thương là những người nhà giàu, những người tiện phú, những người triệu phú. Những người mà kinh tế có sụp đổ đi nữa, họ cũng chẳng tổn thương vì họ quá giàu. Còn những người mà hạ lưu và trung lưu thì đều bị tổn thương cả. Ngày xưa Nguyên cũng có cái lưu để Nguyên chung vào. Tại Nguyên là người trung lưu mà bây giờ cái lưu nguyên sắp bể rồi cái lưu nguyên sắp bể rồi cứ phát cái vậy cũng là do ông putin ngày xưa nguyên chỉ có cái lưu để nguyên chung vào thôi bây giờ cái lưu nó cũng sắp bể rồi à, cũng là do kinh tế khó khăn đời sống khó khăn lạm phát tăng cao làm ăn khó khăn vân vân và vân vân cái gì cũng mắc hơn cả bây giờ điện cũng mắc hơn nhà cũng mắc hơn lương thực cũng mắc hơn cái gì cũng mắc hơn xăng cũng mắc hơn xe cũng mắc hơn không có cái gì rẻ hết khi cái thu nhập chúng ta thì càng ngày nó càng ít đi nó teo lại nó teo lại nó là cái điều mà có, có một cái lưu để chung thôi mà cũng bây giờ nó cũng bắt đầu nó mòn cái lưu rồi thì cái này đó là cái điều chung của cuộc sống không ai tốt hơn ai cả những cái người mà không bị tổn thương cái nền kinh tế vì họ quá giàu họ quá nhiều tiền họ ăn ba kiếp cũng không hết không làm gì hết cũng ăn được Họ không làm gì hết cũng ăn được, không bao giờ hết tiền Và điều kiện họ có Vì tài sản họ có thì những cái người đó ở trên trái đất này là cái phần nhỏ nhoi mà thôi Nhỏ nhoi như hạt cát Với cái số dân là 7 tỷ dân Chắc như vậy Nên là cái hành động của ông Putin Nó đã làm gây ra một cái sự ảnh hưởng cực kỳ là lớn Trên cả toàn cầu Khi ông ta xâm lược đất nước Ukraine Cái may mắn thay là trong thời gian gần đây Thì được dẫn chuyển được lương thực Nó không có vấn đề các quý vị cũng biết là Ukraine và Nga là hai cái quốc gia là cái kho lương thực Người ta kêu là cái kho lúa mì của thế giới Pháp này kêu là cái kho bánh mì Vì có lúa mì chúng ta mới làm được bánh mì Và trong cuộc chiến tranh vừa qua thì trong vòng gần cả 5 tháng không có vận chuyển được gì cả Nga cũng không bán được cho ai, Ukraine cũng không bán được cho ai Nên là trong thời gian vừa qua cái khủng hoảng lương thực Bây giờ mấy ngày gần đây thì đã, đã giải quyết qua cái sự nỗ lực của Liên Hiệp Quốc Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga Thì mấy ngày gần đây thì mọi việc đều suôn sẻ cách đây hai tiếng đồng hồ đã có thêm hai chiếc tàu đã rời khỏi bến cảng ở tại Ukraine. Có nghĩa là một tuần vừa qua tất cả những hàng hóa vận chuyển không bị trục chặt, không bị tai nạn và mọi bước đi đều được ok. Chúng ta nhìn lại cái phía cảnh mà cuộc chiến tranh chánh trị đã, đã buồn phát thì đúng ra ông Putin ổng có thể làm một chuyện rất là tuyệt vời khi ông thấy được là không ai thắng trong cuộc chiến tranh này hết ông ta chỉ cần ban lệnh một câu là chúng ta rút binh chúng ta quay về đất nước chúng ta không đánh ukraine nữa đơn giản vậy thôi những cái điều đơn giản này ông không thể làm được vì nếu ông làm như thế thì đất nước nga cái nhục nhã đó cả thế giới sẽ thấy nhưng như cái điều ông putin không biết là ông đã nhục rồi không thể nào nhục hơn nữa cái điều ông cần làm bây giờ là sửa sai những cái sai trái của mình Chứ đất nước, nước Nga bây giờ nó đã quá nhục như con cá nục rồi. Nó không có nào nhục hơn nữa khi cả thế giới quay lưng lại. Nhưng Putin vẫn ngoan cố vì không chấp nhận sự thất bại của mình. Putin không thể chấp nhận sự thất bại của mình. Và bây giờ, cho Nguyên cập nhật các quý vị những bản tin liên quan đến sự thất bại của Nga. Và Nguyên phân tích cho các quý vị sự thất bại nó dẫn đến như thế nào. Thất bại đầu tiên là Putin dám nói mà không dám làm. Trung khi nhắc lại là Putin đã từng đe dọa nếu ai tấn công vào đảo Crimea thì Putin sẽ trả đũa ngay lập tức bằng những vũ khí hạt nhân của Putin có. Thì đảo Crimea bị tấn công gần 8 cuộc nổ. Ngày hôm nay theo nguồn tin không phải là xác thật 100% vì người ta không thể nói con số xác thật. Người ta kêu khoảng tầm 60 sinh mạng binh sĩ của Nga đã chết trong cái sự tấn công ở tại đảo Crimea. Một kho đạn ở tại đảo Kim đã bị tiêu hủy, chính phi cơ máy bay đã bị tiêu hủy. Và cái điều mà hiện bây giờ ai cũng đặt câu hỏi là Ukraine tấn công, tất nhiên là người ta tình nghi là Ukraine, Ukraine chưa bao giờ thừa nhận tấn công, chính xác nhỉ? U Ukraine chỉ nói một câu là chúng tôi có thể tấn công đảo Kima, chúng tôi có quyền làm việc đó. Chứ Ukraine chưa bao giờ xác nhận 100% là Ukraine tấn công, nhưng ai trong lòng chúng ta đều biết chính là Ukraine còn ai trồng khoai đất này nữa nhưng mà người ta đặt một câu hỏi là nhờ vũ khí gì vũ khí gì mà tại sao quá chính xác nó quá chính xác là một thứ hai nữa là ai là người chỉ điểm vì các quý vị cũng biết là đâu là kho đạn đâu là máy bay tuy rằng vệ tinh chúng ta chụp xuống nhưng thường á, là những cái căn cứ quân sự nó sẽ có một cái hệ thống máy nó làm sẽ xóa đi cái vệ tinh chụp xuống chỗ đó không thể nào vệ tinh trịch xuống chỗ đó được Nên là không thể nào biết một chính xác Ai là người chỉ điểm Dùng vũ khí gì Mà tại sao hệ thống phòng không cùi bắp của Nga Nó không có kích hoạt Hệ thống phòng không của Nga Nó không có kích hoạt luôn Không có kích hoạt Thì Phía bên Nga họ đưa ra một cái giả thuyết Là đây là vũ khí bí mật của Hoa Kỳ Đã viện trợ cho Ukraine Loại hòa tiễn siêu cấp siêu cấp và đây là do Hoa Kỳ đã viện trợ và Hoa Kỳ đã đưa ra cái kế hoạch tấn công vào đảo Crimea tiêu hủy căn cứ quân sự của Nga thì ngày hôm nay Ngũ Giác Đài họ đã phủ nhận vấn đề này họ không đồng ý cái vấn đề này họ nói cái vấn đề tấn công vào đảo Crimea chúng tôi không biết gì hết chúng tôi hoàn toàn không biết chúng tôi không biết ai tấn công tấn công bằng vũ khí gì chúng tôi hoàn toàn không có thông tin đừng đổ lỗi cho chúng tôi và chúng tôi cũng chia sẻ với các quý vị một bản tin chúng tôi không cung cấp cho Ukraine bất cứ một loại quả tiễn nào bí mật nào cả những cái gì chúng tôi cung cung cấp chúng tôi có giấy trắng mặt đen chia sẻ hết và cái vấn đề ở tại đảo Crimea chúng tôi hoàn toàn không biết phía bên Hoa Kỳ khi Nga đã cáo buộc là do Hoa Kỳ là người chủ mưu đứng sau lưng sự tấn công này, thì Hoa Kỳ đã lên tiếng rằng họ bác bỏ hết hoàn toàn, không phải là hành động của tôi. thì hiện bây giờ cái vấn đề mà đảo Crimea bị tấn công á, nó trở thành một cái vấn đề nó nó rất là khó hiểu, nó rất là khó hiểu. vì thứ nhất các vị cũng biết là một cái hòn đảo như thế thì họ có có một cái hệ thống radar, khi lúc mà quả tiễn bắn vào thì cái hệ thống này nó sẽ báo cáo chúng ta biết là có quả tiện bắn vào nó sẽ cái còi nó sẽ hú để cho biết người dân chuẩn bị đi nấp và tránh cũng giống như ở tại thủ đô Kiev sau đó thì cái hệ thống phòng không nó sẽ kích hoạt nhiều lúc nó bắn trúng nhiều khi nó bắn hụt còn cái này là cái đài cái hệ thống báo động nó không kêu luôn cái hệ thống báo động nó cũng chẳng kêu và cái hệ thống phòng không nó cũng chẳng có kích hoạt thì người ta không hiểu lý do tại sao nên là bây giờ cái vấn đề cái đảo Crimea là trở thành một cái vấn đề tâm điểm Mà ngày hôm qua ông Putin ông phải họp khẩn cấp Vì ông không biết lý do tại sao mà đảo Crimea bị tấn công một cách dễ dàng như vậy Mà chính xác như thế Và bây giờ ông ta phải họp quốc phòng an ninh quốc gia để giải quyết cái vấn đề Tại sao giải quyết cái vấn đề này Bí ẩn thiệt Tình hình chiến sự bây giờ Nga sợ các như vậy Nga rất là sợ khi các quý vị không biết kẻ địch dùng vũ khí gì Khi các quý vị không biết kẻ địch dùng phương pháp gì Không biết kẻ địch làm sao đạt được thành công đó Các quý vị sợ lắm Vì nếu họ đạt được tại đảo Crimea Thì họ có thể tấn công ở tại Nga bất cứ lúc nào Mà hệ thống phòng không của Nga không có hoạt động gì cả thì cái điều đó là cái điều mà Nga phải bắt đầu nhức đầu và nhức ốc để giải mã cái vấn đề này, cái vấn đề thất bại này thì Nga bắt đầu phải đang rất là khó khăn từ khởi đầu thì người ta cuộc chiến mà người ta tin tưởng đất nước, nước Nga là cái quốc gia chế tạo vũ khí rất là tốt là một cái quyền thoại chế tạo vũ khí vũ khí của Nga là đỉnh trên đỉnh nhưng cuộc chiến tranh ở tại Ukraine thì họ thất vọng hết cái giấc mộng về huyền thoại vũ khí nó đã vỡ tan hết cô chú và anh chị em và những người mua vũ khí của Nga đều hối hận hết sự hối hận muộn màng khi mua những hệ thống phòng không của Nga. Những hệ thống cùi bắp lông heo của Nga. Các quý vị, cái hệ thống cùi bắp lông heo của Nga chỉ cần quả tiễn khi Max của Hoa Kỳ bắn không cũng đã đủ mệt. Cũng đã đủ mệt rồi. Huống chi những loại quả tiễn khác. Thì cái điều này nó nói chúng ta biết rằng là Nga đang hợp khẩn cấp có giải quyết được cái bí ẩn tấn công ở tại đảo Crimea hay không chẳng có ai biết. Bây giờ nói là căn cứ quân sự nổ thì có một cái bí ẩn khác. Đó là bí ẩn ở tại Belarus. Rất là vui. Mà bây giờ nó có một cái giả thuyết. Thật hư như thế nào thì Nguyên không biết. Nguyên chỉ có đọc trên báo chí và giả thuyết như thế này. Sau khi cái căn cứ quân sự gần biên giới của Ukraine ở tại Belarus là cái căn cứ quân sự có được sự huấn luyện tập trận chung giữa Nga và Belarus trong thời gian vừa qua. Và Belarus cũng cho thường xuyên nghe sử dụng nó để làm căn cứ quân sự và tấn công vào Ukraine trong thời gian vừa qua. Thì vừa qua cô chú anh chị em cũng biết đó, là một trong một buổi tối bỗng nhiên có 8 hay 9 cái tiếng nổ rất là lớn. Thì những người xung quanh địa phương đó họ đều thấy hết. À, và báo chí, đài truyền hình, đài thông tin của Belarus vẫn đưa tin sau đó thì phía bên chính phủ của Belarus quân đội đã phủ nhận không chấp nhận điều đó nói rằng là chỉ vì một chiếc xe bị tai nạn mà thôi. sau đó thì họ đưa lại nguồn tin khác đó là do cái hệ thống S 300 S 300 phòng thủ nó bị trục chặt và nó bị nổ. À, họ cho là như vậy. thì những cái nguồn tin này nó còn mập mù mong nó không rõ. thì ngày hôm nay từ vệ tinh chụp xuống thì hình như không phải là một tai nạn, hình như là đã bị tấn công. Hình như là bị tấn công và trong cái vệ tinh chụp xuống là thấy là nhiều xe tăng, nhiều khu đã bị hoàn toàn bị tiêu hủy. Vệ tinh chụp xuống giống như đã bị quả tiễn tầm xa chỗ nào đó bắn trúng, bắn trúng của chú và anh chị em. À, theo vệ tinh chụp xuống thì người ta đặt một nghi vấn. Nếu là tai nạn thì nó khác biệt dưới bị tấn công tấn công và tai nạn không giống nhau tai nạn thì tai nạn một chỗ nó nổ một bình còn cái này là nhiều khu ở tại căn cứ quân sự bị tấn công khác riêng biệt nhau hết và nó nhắm trúng mục tiêu có xe tăng có xe bọc thép có khu chỉ huy có thì người ta nghĩ rằng đây là một sự tấn công tại sao Belarus không chấp nhận cái điều này vậy ai tấn công người ta phải đặt một câu hỏi về ai tấn công thì theo một giả thuyết cho biết chính là nga tấn công belarus theo một giả thuyết Trung nguyên nói là một giả thuyết có nghĩa là người ta suy luận theo tình thế của cuộc chiến trị, nó không phải cái gì là xác thực 100%. Theo một giả thuyết cho biết chính là Nga tấn công vào căn cứ quân sự Belarus để định đổ lỗi cho Ukraine và để ép Belarus tham chiến tham chiến các thứ vậy. Họ cho rằng là Nga cố tình tấn công vào căn cứ Belarus và đổ lỗi cho Ukraine để ép Belarus bắt buộc phải tham chiến trong cuộc chiến tranh này. Nhưng chính phủ Belarus không đồng ý và muốn không đồng ý thì họ nói rằng đây chỉ là một tai nạn, chẳng có ai tấn công họ hết. Họ không dám nói là nga mà cũng không thể nào nói Belarus Ukraine được. Nếu họ nói là Ukraine bắt buộc họ phải tham chiến mà nếu nói nga thì không lẽ là họ trở mặt với nga? Nên họ chọn một biện pháp công bố với công chúng rằng đây là tai nạn đây là tai nạn thì thực tế của chú anh chị em cũng biết là ông putin ổng đã thúc đẩy belarus tham chiến rất là nhiều Ông đã thúc đẩy tham chiến belarus rất là nhiều cái này nó chưa phải là xác thật vì không ai đoán được cả chỉ có nguyên nói là người ta phân tích dữ liệu hình ảnh với cái sự việc và người ta đoán ra một sự việc mà thôi chứ không ai dám khẳng định một cái điều gì cả họ nói rằng là Putin đang lợi dụng Belarus đang thúc đẩy Belarus tham chiến tại Ukraine và tính đổ lỗi cho Ukraine về vấn đề tấn công ngay trong căn cứ quân sự gần cái đó chỉ có mấy chục cây số nhưng mà bởi vì Belarus họ không muốn tham chiến nên họ bắt buộc phải công bố đây chỉ là một cái tai nạn ở tại căn cứ quân sự của họ để dập tắt nếu nói nga thì họ trở mặt với nga thì cũng không được nếu nói ukraine thì họ bắt buộc phải tham chiến thì cũng không được vì họ biết họ tham chiến, họ sẽ là chết thế cho đất nước Nga. Vì xung quanh Belarus đang bị bao vây hết. Belarus không có đường lựa chọn. Một bên là Ba Lan, một bên là Litva, một dưới là Ukraine. Belarus đường nào chạy. Nên Belarus đã lựa chọn ngậm đắng nuốt cay khi căn cứ quân sự của mình bị tấn công. Cái chiêu này cũng tham độc nếu là các bạn nếu là cái giả thuyết này nó là đúng. Nếu cái giả thuyết này đúng thì nó thật sự là nó quá thâm độc. Nó quá thâm độc các quý vị. Tất nhiên, nguyên nó kêu là giả thuyết rồi thì không thể nào xác thật được trừ khi Belarus thừa nhận. Mà Belarus họ đã công bố là tai nạn rồi. Không cách nào chúng ta tranh cãi với họ được. Họ đã công bố đây chỉ là một tai nạn mà thôi. Cái này là nó khá là nguyên nó là thiết âm mưu chiến tranh, chiến sự, mưu lược chiến trự đủ thủ đoạn cả chiến tranh là vậy các cái vậy nhưng mà ông sayu sáng cổ ông không có ngu vì lực lượng quân đội của Belarus không có mạnh không bằng Ba Lan thứ nhất là không mạnh là một thứ hai nữa là nga không thể nào tiếp tế và diện trợ cho Belarus được vì nga không có đường nào đi tiếp tế cho Belarus hết bây giờ Belarus mà đánh chiến tranh nga không tiếp tế cho Belarus được nga không làm gì thôi tại vì nga phải đi ngang qua những quốc gia liên minh NATO mà không đi được Belarus bị cô lập hoàn toàn hết nên Belarus mà bước vào cuộc chiến là Belarus hứng đạn, hứng đạn đầy. Nên là Belarus biết mà, nếu mà mình tham chiến, chánh phủ của Selesenko sẽ bị mất ngay lập tức. NATO mà Ba Lan mà tham chiến là mất ngay lập tức. Cái lý do đó mà chánh phủ của Belarus họ không muốn tham chiến nhưng cũng phải làm hài lòng ông Putin, phải tập trận chung, phải cho Nga bỏ căn cứ vân vân và vân vân. Cái điều này khá là phức tạp cho họ. Và bây giờ đó là bản tin ly kỳ hấp dẫn của chú và anh chị em Nói đến đây về cái sự cô lập Thì ngày hôm nay Phần Lan và Estonia Họ đang đưa ra một cái kế hoạch Ngăn chặn sự phát triển của Nga ở tại biển Baltic Họ ngăn chặn làm sao cho những tàu bè của Nga Hạt nhân của Nga không thể xuất hiện ở tại Baltic Hay vào sông lãnh hải của họ một cách dễ dàng và Phần Lan thấy rằng tình hình càng ngày càng căng Khi cái bối cảnh mà Nga càng ngày càng bành trướng Thì Estonia giúp Phần Lan là những cái quốc gia gần đó Họ đang muốn tạo ra một cái làm sao cô lập Nga hoàn toàn Và Nga không thể bước vào trong biển Baltic được nữa Cái này là mới làm cái kiến nghị, cái bước đi tránh trị của họ mà thôi Họ đang thỏa thuận Và họ muốn an toàn thì tại sao? vì họ muốn điều động lực lượng quân đội của liên minh NATO, đặc biệt là thủy binh tàu ngầm khu trục hạm ở tại biển Baltic để mà hậu thuẫn nếu Nga tấn công những cái quốc gia láng giềng Estonia, Phần Lan, Latvia và Litva. Ba quốc gia Baltic liên minh NATO. Thì hiện bây giờ họ muốn củng cố và để cho Nga phải bắt buộc phải bị lùi và bị cô lập và Nga mất trọn vẹn cái vùng đất Kraningard nhỏ xíu ở trong biển Baltic và cái chiêu này của Phần Lan và Estonia vô cùng độc đáo nếu làm được nếu được sự hỗ trợ của Liên minh Nato và những quốc gia khác đã đồng ý họ chỉ có mới đưa ra một cái kiến nghị thôi họ mới đưa ra một kiến nghị nếu cái kiến nghị này được Liên minh Nato đồng ý mà Liên minh Nato muốn cô lập nga thì các quý vị biết cái bối cảnh nó sẽ như thế nào nên tại sao Nguyên nói là những cái gì mà ông Putin ông cho rằng là Ukraine gia nhập NATO là nguy hiểm cho Nga sát biên giới với Nga. thì những cái gì ông sợ nó đã thực thi bây giờ. điển hình là Phần Lan 1.200 cây số cái biên giới Estonia và Litva quân đội NATO kéo hàng loạt. hiện bây giờ Rumani kéo hàng loạt quân đội của NATO để bảo vệ. hiện bây giờ lực lượng quân đội của NATO không dưới 300-400 ngàn binh sĩ đang ở sát biên giới của Nga. nếu cần đụng chuyện những lực lượng quân đội này sẵn sàng tấn công ngay lập tức. Tất cả những cái gì đường không của Nga hiện bây giờ bị kiểm duyệt, chặt chẽ, không xê xích cái gì hết. Hoàn toàn những cái gì ác mộng của ông Putin nó đã thực thi qua cái hành động ngu xuẩn xâm lược một cái quốc gia khác. Nó thật là như vậy. Và hiện bây giờ ông Putin, ổng đã biết, ổng thừa nhận, ổng đã biết là cái đường chiến lược ổng sai chỉ vì cái sự cố chấp cá nhân. Cái sự cố chấp cá nhân Nguyên nói là ông ta có thể ngừng cuộc chiến Chỉ cần ông ta ban một cái lệnh mà thôi Vì cái đất nước của ông ta là cái quốc gia độc tài Và người chỉ huy cuối cùng chính là Putin Chứ không phải là cái quốc gia tự do dân chủ Điển hình giống như là Ukraine Cô chú anh chị em cũng biết Ngày hôm nay Tổng thống Zelensky Muốn gia hạn cái thiết quân lực Muốn gia hạn cái thiết quân lực Đến ngày 24 tây tháng 11 khi khởi đầu cuộc chiến, khi Putin ban lệnh tấn công ngày 24 tây tháng 2, thì bởi vì cuộc chiến, đất nước đang bị trong cái giai đoạn nguy hiểm, thì chính phủ Ukraine tổng thống Zelensky đã ban lệnh thiết quân lực và cái ban lệnh thiết quân lực nó có giới hạn, bây giờ nó hết hạn rồi. Tổng thống Zelensky muốn gia hạn nó, ông ta đâu có ban lực đó, ông ta có ban lệnh đó, tao gia hạn đó không có. Tổng thống Zelensky giao lại cho quốc hội Tổng thống Zelensky nói rằng đây không phải là cái sự quyết định của cá nhân của tôi. Đây là quyết định của lòng dân và người dân quyết định. Khi chúng ta ban thiết quân lực, có nghĩa là chúng ta phải đối, chúng ta vẫn tiếp tục trong cuộc chiến tranh giao tranh và các quý vị phải có nghĩa vụ quân sự. Các quý vị phải có nghĩa vụ quân sự, các quý vị đàn ông không có quyền rời khỏi đất nước và có những lực lệ các quý vị phải tuân theo. Nhưng tôi không thể quyết định cá nhân của tôi được. Tôi đưa cái lực lệ này cho quốc hội quốc hội đại diện cho lòng dân các người cứ bỏ phiếu theo cái nhìn của mình trong cái hoàn cảnh đất nước bây giờ chúng ta phải quyết định như thế nào chúng ta gia hạn hay chúng ta không gia hạn chứ ông ta không dám tự động quyết định vì cái quốc gia tự do dân chủ nó nằm ở chỗ đó nó nằm ở chỗ là chúng ta tôn trọng ý kiến của dân chúng ta tôn trọng cái quan điểm cái nhìn của người dân chúng ta tôn trọng nhiều người ý kiến đối lập và tổng thống zelensky đã giao cái quyền lợi về vấn đề thiết quân lực kéo dài ngày 24 tây tháng 11 cho phía binh quốc hội giải quyết thì hiện bây giờ chưa có kết quả mà nguyên nghĩ là nó thông qua thôi cái vấn đề này cái tình hình chiến sự tới ngày hôm nay như vậy bắt buộc quốc hội phải uh, phải bảo vệ lãnh thổ đất nước của mình nếu không mà cứ để cho người ta có quyền rời khỏi đất nước thì nó sẽ hỗn loạn mất nên cái điều này nó cũng đang là một cái điều nó rất là đơn giản Nhưng Nguyên chỉ có muốn chứng minh cho các quý vị Là đất nước Ukraine họ tôn trọng nhân quyền như thế nào Cái chuyện cũ đi Giám đốc tình báo đã bị cắt chức Đúng không? Khi trước khi cắt chức Cái người đó là người thân Là ông bạn cũ của Tổng thống Zelensky Là một người trí thân Nhưng bởi vì ông ta thất chức Những cấp dưới của ông ta Có liên quan đến vấn đề Cấu kết bán nước Thì ông ta là giám đốc Thì ông ta phải thất chức thì tổng thống zelensky ông ta không làm cái gì cả ông ta nói bây giờ cái vấn đề này về cá nhân tôi và người đó là bạn tôi người đó là người thân tôi muốn đưa qua cho quốc hội tự giải quyết lấy vì quốc hội sẽ mới nhìn một cái chung thật hơn đó chúng ta mới thấy rõ được là tổng thống zelensky ông ta tôn trọng những người tôn trọng người dân như thế những người tôn trọng những người thiện người sĩ dân biểu như thế mà bị gán cái tội là gì độc tài phát xít còn khi Putin ở bên kia chỉ cần nói một lời thôi Giống như ông vua vậy đó Có thể tu di cả tam tộc Chẳng có ai dám cãi cả Putin ban một cái lệnh là phải im phăng phát Phản đối chỉ con đường chết Ở vậy bên nào mới là độc tài Bên nào mới là độc tài Các quý vị, cô chú và anh chị em Bên nào mới là phát xích đây Cái sự cai trị Và cái cách hành xử không Chúng ta cũng thấy phân biệt rất là rõ Một cái quốc gia này, một cái quốc gia kia Ngày hôm nay tổng thống Zelensky cũng kêu gọi chúng ta là hãy nên ngăn chặn sự đầu tư của Nga, đừng bắt tay với những kẻ cướp, đừng vì đồng tiền mà quên đi chính nghĩa, đừng vì đồng tiền mà bán rẻ đi cái lương tâm của mình. Tất nhiên, quyền lợi của mỗi quốc gia, tổng thống Zelensky ổng kêu thì ổng kêu nhưng quyền lợi của quốc gia thì mọi người người ta có quyền tranh thủ lấy. Ổng nói thì ổng kêu gọi bởi vì đất nước của ổng cần sự việc đó. Nhưng còn lợi ích của quốc gia của người ta thì người ta nhìn cái phía cạnh khác. Các quý vị cũng biết rằng đó, từ lúc đất nước Ukraine bước vào cuộc chiến tranh với Nga thì người ta mới biết rằng là đất nước Ukraine đã bị Nga xâm nhập như thế nào. Hiện bây giờ bắt không biết bao nhiêu người tình báo của Nga, gián điệp của Nga và bắt chưa hết. Và bây giờ người ta mới rõ được là đất nước Ukraine đã bị sự thao túng của Nga. Nga đã lên cái kế hoạch xâm lược Ukraine không phải một ngày một bữa. Họ đã lên kế hoạch rất là nhiều năm, gần cả mấy chục năm để xâm nhập đất nước Ukraine bằng đủ thứ hình thức. Và bây giờ thì cái những bản tin nó liên quan tới những kẻ bán nước hại dân càng ngày càng nhiều. Ngày hôm qua thì có một kẻ thân nghe ở thành phố Metropole đã bị người ta tấn công mà đang bị thương nặng nhập viện. Hiện bây giờ tình trạng cũng khá là nguy kịch. Các cô chú và anh chị em, và có nhiều người như thế ở tại miền Nam Mấy ngày hôm nay Nguyễn đưa cho các vị rất là nhiều Hàng loạt người phản quốc đã bị người dân ưu khan Họ thủ tiêu Họ nói mà kẻ thù tôi ghét một Kẻ phản quốc tôi ghét mười Và tôi gặp mấy người ở đâu là thủ tiêu người đó ở đó Thêm một người Ngày hôm nay thì cái bản tin gần nhất đây là tại Nguyên lấy cái bản tin để cho Nguyên đọc cho nó chính xác Xin lỗi ba, ba giây của chú anh chị em Bản tin là một người phụ nữ À, hiện bây giờ đang bị cáo buộc cái tội tình nghi ở tại thủ đô Kiev là thủ đô đó Vào cách đây vào lúc khoảng tầm một tiếng đồng hồ Tình báo cho biết rằng họ đã bắt được cô ta Cô ta trong cái máy cô ta đã có quay những đoạn video Chụp hình những căn cứ quân sự ở tại thủ đô Kiev Và cô ta đang định chuyển những cái hình ảnh này đến những gián điệp của Nga Thì các quý vị thấy rõ được là bắt thêm một người nữa cách đây một tiếng đồng hồ về vị gián điệp thì đất nước nào cũng vậy có những người trung trung liệt liệt có những người anh hùng à, cũng có những người khùng có những người vì nước vì dân chết cũng có những người vì lợi ích sẽ bán rẻ đất nước bán rẻ cả gia đình bán rẻ cái văn hóa của mình để đạt lấy được tiền bạc hay lợi ích gì đó và cái điều này nó không xa lạ gì cả trong cái xã hội cộng đồng Việt Nam của chúng ta mà chúng ta đều biết nên cái điều này chúng ta nhìn thấy rất là rõ các quý vị, nhìn thấy rất là rõ Và cái may mắn thay khi cái đường dây mà tình báo của Nga nó bị sụp đổ Thì từ lúc đó người ta phanh phui ra, người ta bắt bớ rất rất là nhiều người Và cái điều này nó thật sự là cái sự mất mát binh sĩ của Nga ngày hôm nay là 43.000 mấy trăm Sự mất mát hơn cả xe bọc thép hơn 4.000 mấy chiếc xe bọc thép Xe tăng hơn 2.000 mấy chiếc xe tăng máy bay hơn gần cả 300 mấy chiếc máy bay cả đóng những thiết bị hơn 15 chiếc tàu đã bị tiêu hủy cái đó nó không quan trọng bằng sự mất mát của Nga khi tình báo đường dây tình báo của Nga đã bị phanh phui vì Nga phải gài đặt tình báo cả mấy chục năm và cái dây tình báo đó là cái dây tình báo nó sẽ giữ cho Nga được cái thông tin và giật dây chánh trị trong nội bộ ở trong và hoàn toàn bị tiêu hủy. Nguyên tin rằng trong thời gian sắp tới, sau cuộc chiến tranh kết thúc thì đất nước Ukraine chúng ta biết một cái quốc gia tham nhũng, hối lộ, băng hoại của chú anh chị em chậm với phát triển sẽ biến thành một cái quốc gia văn minh, tự do dân chủ và quốc gia cường mạnh cả kinh tế và quân sự. Sau trải qua một cái khủng hoảng thì người dân Ukraine đã nhận thức được lý do tại sao đất nước của họ phải ở trong cái trạng thái này. Vì đất nước của họ đã bị quá trời những cái thế lực giật dây và đất nước của họ đã quá tham nhũng. Họ mới gớt vào cái tâm trạng ngày hôm nay. Họ không đủ mạnh vì bọn bị quá tham nhũng. Và sau cuộc chiến thì nguyên tình chắc lực lượng quân đội sẽ trong xếp hạng hàng đầu của thế giới. Vì sao? Thứ nhất là được họ được sự huấn luyện, đào tạo, học tập khắp nơi trên thế giới đã duyện trợ giúp đỡ cho họ. Ngày hôm qua Nguyên cập nhật cả đóng quốc gia đã huấn luyện cho họ, họ được tiếp cận tất cả vũ khí của phương tây, vũ khí của NATO, của Mỹ, của Pháp, của Đức, của Phần Lan, của Đan Mạch, của Thụy Điển, họ tiếp xúc hết cái kinh nghiệm đó, quân đội của họ thập tập và dạy lại cho nhau. thì các quý vị cũng biết là binh sĩ mà các quý vị có thể cầm vũ khí gì các quý vị bắn cũng được, vũ khí của nga các quý vị sử dụng cũng được, vũ khí của NATO cũng được, vũ khí của Pháp, của Đức cái gì mà các quý vị cũng biết sử dụng. Thì các quý vị có đa tài hơn Các quý vị có tác dụng nhiều hơn Các quý vị biết binh chủng là binh, binh sĩ là gì Là binh sĩ khi người ta lấy cái kinh nghiệm chiến đấu Và khả năng của anh làm như thế nào Và những binh sĩ của Ukraine ngày hôm nay Nếu họ còn sống trong cuộc sau cuộc chiến Thì những binh sĩ này trở thành những binh sĩ vô cùng giỏi Vì họ đã trải qua một sự huấn luyện Và đối chiến với một cuộc chiến tranh tàn khốc và họ đã tiếp cận lấy những công nghệ vũ khí hàng đầu của thế giới. Đó là điều phân tích của Nguyên. Cái điều phân tích thứ hai về nền kinh tế. Đó là cả thế giới này đã cho Ukraine mượn nợ. Cả thế giới Nguyên nói là không quốc gia nào không cho Ukraine mượn nợ. Ít hay nhiều cả. Người thì mượn quốc gia mượn 1 tỷ, nửa tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 7 tỷ, tỷ. Thì Ukraine đang mượn một cái số nợ khá là khổng lồ khắp nơi trên thế giới. Ít hay nhiều. Đất nước Ukraine hoàn toàn... Phần lớn những cái tỉnh thành do sự tấn công của Nga đã hoàn toàn đã bị tiêu quỷ sau cuộc chiến Ukraine cần phải xây dựng lại từ đầu. Và khi lúc đó các vị cũng biết xây dựng từ đầu thì chính phủ Ukraine sẽ mở rộng cánh cửa đầu tư và hạ thế má cho người dân. Cả thế giới cũng giúp đỡ họ vì phải giúp đỡ hồi phục kinh tế để họ trả nợ. Nếu họ không hồi phục kinh tế tiền đâu họ trả. Nên là nguyên tin rằng sau cuộc chiến đất nước Ukraine sẽ được sự hỗ trợ của nhiều quốc gia trên thế giới và sẽ xây dựng và nền kinh tế của họ sẽ vượt bậc giống như là quả tiễn. Đặc biệt là đất nước của họ có công nghệ, đất nước họ có, có tiềm năng, đất nước của họ có tài nguyên và đất nước của họ đặc biệt hơn nữa là có ý thức. Cái điều đó là cái quan trọng. Khi họ nhận thức ý thức và đóng góp cho cái xã hội thì đất nước đó sẽ vượt bậc và tiến sau cuộc chiến. Tất nhiên họ phải thắng đã, Họ phải thắng đã cô chú anh chị em Họ phải thắng đã Thắng cuộc chiến tranh này Nó phải nằm ở trong chiến sự quân sự Và bây giờ Cho Nguyên cập nhật về vấn đề quân sự Chiến sự Muốn thắng cuộc chiến tranh này Thì đầu tiên nhất họ phải giải phóng được miền Nam Có nghĩa là họ phải lấy lại Những dùng biển Để ngăn sẵn sự tấn công của Nga Đến từ biển cả Vì sự tấn công của Nga nó có nhiều mặt Nga tấn công vào đường Ở tại vùng Bắc Nga tấn công bằng quả tiễn hành trình tầm xa và Nga tấn công bằng đường biển. Muốn ngăn chặn sự phát triển của Nga phải lấy lại biển đen quản lý trong chủ quyền của Ukraine. Muốn lấy lại dùng miền Nam đầu tiên phải đánh thắng kẹt xuân. Trong những ngày phản công thì Nga đạt, Ukraine đạt được nhiều thành quả khi những ngày phản công gần đây. Nhưng khi lực lượng quân đội của Nga đã tới thì hơi bị dậm chân tại chỗ, không có đà tấn công và ukraine họ đã công bố là khi họ tiêu hủy tất cả hậu cần của nga những sự đường tiếp tế của nga thì họ mới phản công thì hiện bây giờ còn một cái cầu duy nhất có thể bắt nối giữa kẹt sơn và cái đường tiếp tế một cái cầu duy nhất mà thôi và cái cầu duy nhất đó thì ukraine ngày hôm qua cũng đã bắn trúng và thiệt hại rất là nặng nề hiện bây giờ mấy ông nga ổng phải chạy đua theo thời gian để mà tu bổ Hiện bây giờ Nga đang tu bổ khẩn cấp cây cầu này Nếu cây cầu này bị sập Thì Ukraine tấn công Thì hơn 20.000 binh sĩ của Nga có thể bị nguy hiểm Hơn 20.000 binh sĩ của Nga có thể bị nguy hiểm của chú và anh chị em Hiện bây giờ là cái cầu duy nhất mà Nga theo tình báo của Anh Quốc công bố ngày hôm nay Nga đã điều động lực lượng tu bổ cây cầu này khẩn cấp. Nhưng mà cứ tu bổ đi, hệ thống max sẽ bắn tiếp tục. Bắn chừng nào sập cây cầu này thôi. Chừng nào cây cầu này nó sập mà thôi. Chừng nào cây cầu này nó sập. Nó nói chúng ta biết cái gì? Hiện bây giờ Nga đang bị động. Nga không còn làm chủ cuộc chiến nữa. Hiện bây giờ Nga phải là người đang phòng thủ và sợ yêu phản công. Nga đang bị động. Nga đang thiệt hại. Tất nhiên Nga chưa có thua cuộc chiến Đừng có nói là Nga thua, Nga không có thua Nga chỉ đang giữ lại những cái lãnh dùng đất mà mình đã từng chiếm đóng Nhưng Nga đang ở một cái trạng thái tổn thất nặng nề Điển hình Vừa qua cách đây không lâu 2 tiếng đồng hồ Su-25 của Nga đã bị bắn cháy Hiện bây giờ cái hệ thống phòng không của Ukraine nó lại tốt Nhờ được sự duyện trợ của Anh Quốc và của Hoa Kỳ nên là những cái ngày đầu cuộc chiến Nga chiếm ưu thế trên không Càng ngày càng giảm bớt đi Khúc đầu các quý vị nhớ không Nga bắn máy bay không ngừng Bây giờ Nga không điều động máy bay thường xuyên nữa Nga bắn từ biển đen Từ những khu trục hạm Những khu tàu hầm của mình Nó an toàn hơn là máy bay Hiện bây giờ Nga không dám ồ ạt đem máy bay tấn công giống như dưa hay là triệt thang K-52 nữa. Có đi không có về. Nên Nga bắt đầu rất là thận trọng trong cuộc chiến vì cuộc chiến tranh nó đã thay đổi khi Ukraine được sự hỗ trợ của vũ khí của phương Tây. Đặc biệt là hệ thống phòng không NASAM của Hoa Kỳ. Thì hiện bây giờ cái cuộc chiến tranh nó đi đến một cái giai đoạn và Nga đang cạn kiệt và mệt mỏi. Ngày hôm nay Nga tấn công rất là dữ dội ở vùng Đông Bắc. Ngày hôm qua cũng mấy chục người tử vong. Đầu sáng ngày hôm nay đã có ba người tử vong ở tại Kamatosh và nhiều nơi khác cũng bị thử vong. Nga tấn công không ngừng ở vùng Đông Bắc. Vì Nga muốn chi phối lực lượng quân đội của Ukraine. Nhưng tấn công thì là tấn công. Anh pháo kích thì anh pháo kích. Anh bắn thì anh bắn. Nhưng anh không lấy được bất cứ một lãnh thổ đất nước nào cả. Vì tiện hình hai bên, hai bên ở tại chiến lược bây giờ, nó khó thắng lắm. Nó khó thắng lắm. Bây giờ ai ngồi kiên trì đến giây phút cuối? Ai ai kiên trì ai kiên nhẫn là người đã thắng hiện bây giờ đang chờ đợi ở đó là dùng đông bắc cô chú anh chị em đó là dùng còn dùng miền nam thì mình đã thấy rõ nga đã thất thế chắc là các quý vị đừng nói nghe tin của nguyên các tư vị không tin có người tin có người không tin đó là chuyện bình thường lúc nào cũng có những anh chị em vào trong diễn đàn nguyên ơi nguyên xạo quá nhưng ngày nào cũng gì nghe cả xạo thì xạo nhưng nghe thì cứ nghe các quý vị có thể đi đối chứng với những thông tin của đảng cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam thì họ đưa tin nga rất là nhiều, họ đưa tin nga của rất là nhiều, nhưng họ cũng phải thừa nhận những bản tin mà nguyên đưa là có thật, vì những bản tin nguyên lựa ra chứ yêu khan họ cũng công bố nhiều lắm, nguyên không có đưa yêu khan họ công bố nhiều lắm nguyên không có đưa nguyên chỉ lựa cái bản tin nào có hình ảnh, có hình ảnh, có phim ảnh thì nguyên mới đưa chứ cái bản tin mà nói nguyên kêu là nói phong long đó nguyên không có đưa cái bản tin mà tôi tiêu quỷ 10 căn cứ quân sự tôi tiêu quỷ cái nguyên có đưa vì nguyên, nguyên không xác thật được nguyên không xác thật được nguyên không có thấy hình ảnh gì hết không có thấy video gì hết nguyên không thấy xác thật được nên nguyên không có đưa nguyên chỉ có đưa là khi mỗi cái bản tin mà nguyên đưa về khí tài quân sự bị tiêu quỷ thì đều có hình ảnh và video xác thật hết video xác thật hết và có nhiều báo chí đối lập chứng thực cái điều đó đã có xảy ra thì Nguyên mới chia sẻ. Còn cái bản tin mà quốc phòng của khan họ công bố, quốc phòng của Nga công bố, không có hình ảnh, Nguyên không có đưa, không có phiên ảnh, Nguyên không có đưa. về đối với Nguyên, ai nói cũng được. Ai nói cũng được hết, bên nào nó cũng được hết. Tôi tiêu quỷ 50 căn cứ quân sự, Nguyên ở đây Nguyên cũng nói được mà. Nguyên bắn căn cứ quân sự của Nga tiêu quỷ 50 cái, Nguyên nói ai nó không được. Nhưng Nguyên không lấy cái bằng chứng nào cụ thể, cái lời nói của Nguyên là xác thật. Nên những bản tin đó Nguyên không có đưa. Nguyên không có đưa các quý vị à, Bởi vì cái bản tin nào cũng vậy Nó phải có kèm những cái bằng chứng cụ thể Và mình tin rằng cái bản tin này Nó có thể thật 100% Còn những bản tin mà không có cái gì hết Thì mạng phép Nguyên không chia sẻ Chứ các quý vị đừng nói như Nguyên là Tại sao đưa tin Ukraine nhiều Mà không đưa tin Nga nhiều Vì phần lớn tin của Nga Đặc biệt là tin về vấn đề chiến sự Thì tàn là những cái bản tin Không có bằng chứng cụ thể không chỉ có nói miệng thôi chứ không thấy cái gì hết Không thấy bất cứ một cái bằng chứng nào Ngày nào cũng tiêu quỷ mấy chục căn cứ quân sự của Ukraine hết Ngày nào cũng bắn vào những chỉ huy hết Ngày nào cũng tiêu quỷ cả hai ba chục chiếc xe tăng Hai ba chục chiếc xe bọc thép Tiêu quỷ hệ thống phòng không Ngày nào cũng máy bay của Ukraine bị bắn trúng hết Từ đầu mùa đến giờ chắc là tiêu quỷ không biết bao nhiêu chục ngàn Chục ngàn căn cứ quân sự của Ukraine rồi Ngày nào giống như ngày nấy Thì nó không có kèm hình ảnh Không có kèm phim ảnh Không thấy gì hết trơn Nguyên không thích làm, Nguyên không phải là cái nhà tuyên truyền thay thế cho người khác Nguyên là một cái nguồn thông tin xác thật và tìm hiểu tỉ mỉ trước khi chia sẻ thông tin Chứ không phải là một cái người tuyên truyền thay thế cho người khác, các quý vị thông cảm điều đó Đó là bản tin thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị Các quý vị thấy thông tin chiến sự tới một thời gian kéo dài Chúng ta đã thấy rõ được là cuộc chiến tranh này nó gây go đúng không? Nó gây go có nghĩa là ông Putin cũng hơi mệt Gray ro là ông Putin ông hơi mệt đó. Ông hơi bị mệt đó. Vì nó càng gây go chừng nào Nó càng kéo dài chừng nào Thì cái kinh tế, kinh phí, quân sự của Nga Nó càng yếu kém chừng đấy Thật sự với các quý vị rằng Có một cái quốc gia Họ đang mong đợi cuộc chiến tranh này kéo dài Chính là Hoa Kỳ Thực tế Hoa Kỳ còn muốn cuộc chiến tranh này kéo dài khoảng tầm 3 năm 3 năm sau Thì đất nước Nga Trở thành một cái quốc gia lạc hậu Công nghệ vũ khí của Nga Nó rụi tàn hết nó rụi tàn hết vì nga không sản xuất được cái gì hết những cái dữ liệu những cái thiết bị mà nga có thể được được sự hỗ trợ của tàu và của iran nó chẳng giúp đỡ nga được cái gì cả nền công nghệ và văn minh của nga nó đi lùi thời gian Lúc đó người ta nhắc đến Nga, người ta cũng chẳng biết nữa. Vì trong vòng 3 năm vừa qua người ta không ban giao với Nga, không buôn bán với Nga. Phim ảnh Nga người ta cũng không biết. Nói về Nga cái gì người ta không quan tâm nữa. Và Nga đã lội ra cuộc chơi của thế giới một cường quốc vì một sai lầm vì chỉ có một người đã đưa đất nước của mình đi đến thục lùi với thời gian. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự cuối tuần của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các vị lúc nào cũng đồng hành cùng nguyên. Cảm ơn các các vị dù các các vị vào trong diễn đàn của nguyên mỗi ngày đều ơi nguyên ơi con xạo quá cũng cảm ơn các các vị luôn đã đóng góp chương trình nó phong phú hơn trong diễn đàn. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em lúc nào cũng đồng hành. Bye bye của chú anh chị em. hồn ai đó chập chờn trên khói sông dòng máu tươi theo nước chẳng hòa tan hồn ai đó từ vịnh thẳng bao cõi Đảo gành xa còn vọng tiếng kêu than hãy về đây trên sóng nước chung tiếng khóc nghẹn đau cùng dân tộc hãy về đây từ đây vực lịch sử ngàn thu dượn mình tràn dây ghi chép lại phút kinh hoàng vượt biển mạnh thuyền tan bập bênh trôi thân ca hồi tan tác đã chìm sâu không tìm thấy lối quay về chốn giữa chúng khơi vang tiếng cười ra thu hai tắc rằng có thân xác kinh hoàng tiếng mẹ kêu dòng máu chảy đầy khoang tay vời níu đàn con run khiếp sợ biển lạnh chiều hoang chân gian nín thở tiếng kêu trời trước phút giây tìm đắm biến tan vào giống bão thét trùng dương vực mô sâu thịt dã máu còn hương san hô trắng hay là xương ai trắng dòng tóc đen bám kinh xa hoang vắng thành dòng dê

sông núi xuống mồ hoang hồn ai đó đạo hoang sơ ai khấn mộ bia tàn ai thắp nén hương rừng hãy về đây về đây chứng kiến tâm làm chúng tôi chọn đời tâm nguyện hãy về đây về đây chứng nghiệm dù có ai pha tan mộ huyệt chỉ bề gan xin vẹn nghĩa tình nơi ba đình vui chuốc rượu vô thần cười ngà nghiêng mừng reo họ chiến thắng đồng ruộng phơi bày xương trắng oan thiên mau lệ thành sông bao thây bùi trong sóng nước biển đông còn xót lại hoàn tàn di tích họ còn theo cô pha đập tan để tố hồng chế độ chủ nghĩa huy hoàng không ai chối bỏ không có người vượt thoát để tồn sinh Hồn ai đó siêu bạt về đâu đào xa xôi mộ phần cô tình giấc ngủ chẳng bình an hồn vẫn sống trong lòng dân tộc hồn mãi còn đây dù bia mộ hoang vu không tên tuổi xa gì tên với tuổi dù xác thân đã hòa chung cát bụi biển đông còn hồn mãi sống thiên